Lươn này từ 200 đến 250 con một ký. Đang chuẩn bị giao cho khách đây. Lươn vàng đều rất đẹp. Trước khi giao đã được chọn lọc kỹ. Khách yêu cầu quay cho khách xem đây. Giờ đang quay cho khách xem đây. Lần này hôm nay giao đi Phú Yên. Giao Phú Yên mấy ngàn con? Giao Phú Yên 3.300 con. Chia ra 2 thùng. Lươn đã được sàng lọc rất đều, rất đẹp.